Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết hôm nay trên khu vực tỉnh chủ đạo nhiều mây, trưa chiều hưởng nắng, nền nhiệt độ trong ngày cuối tuần ở Phú Thọ tương đối dễ chịu, với mức nhiệt lúc 13 giờ phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 29 độ, còn độ ẩm dao động từ 58 đến 63%. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu lệch đông sau có cường độ ổn định, nên thời tiết các nơi phổ biến nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nên nhiệt độ và độ ẩm ít có sự thay đổi. Còn bây giờ, bản tin xin được tiếp tục với phần dự báo thời tiết 3 vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 đến 30 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 22 đến 31 độ. Cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.